ngoại thất mịn Nidi E300 là loại sơn dùng để sơn phủ hoàn thiện cho các bề mặt ngoài nhà như bê tông, xi măng, tường gạch, thạch cao với các tính năng dễ thi công, độ phủ cao, màng sơn láng mịn bền màu. Sơn ngoại thất mịn Nidi E300 sử dụng hiệu quả trong môi trường nhiệt đới. Một sản phẩm của SK Việt Nam. www.asianpaint.com.vn liên hệ 1900 6416.